Với chiêu trò này không chỉ trong cửa hàng mà ngay trên vỉa hè, sách được bày bán với mức giá khá rẻ, chiết khấu từ 40 đến 50%, thậm chí một số cuốn còn lên đến 60% so với giá ghi trên bìa sách. Tuy nhiên sự thật của việc giảm giá này không phải ai cũng biết. Ở trên cái cuốn sách này thì các bạn thấy rằng là cái logo của Thái Hà Book là nhà sách bản quyền. Tuy nhiên là ở trong cái bản gốc chúng tôi không có. Đây là cái bản sách lậu, giá là 50.000, bản sách thật thì là giá 43.000. Cái logo 100% bản quyền của Thái Hà Book là hình tròn, còn logo 100% bản quyền của Thái Hà Book là hình vuông. Theo các chuyên gia trong ngành xuất bản, những cuốn sách lậu không chỉ bị in đội giá lên mà chất lượng sách cũng rất tệ. Mực in dễ bay màu, định lượng giấy kém sẽ khiến cuốn sách rất nhanh hỏng. Việc giảm giá cao nhằm vào tâm lý mua được sách rẻ của người dân khiến họ có cảm giác mất ít tiền hơn. Trên thực tế, nếu mà họ mua ở những cái cửa hàng ở trên cái hệ thống sách nhà sách Thái Hà của chúng tôi hoặc những cái hệ thống đại lý phát hành thì họ cũng được hưởng cái mức chiết khấu và tương đương cái giá họ mua. Vô hình chung là những cái người độc giả người ta đã tiếp tay cho cái việc ăn cắp bản quyền như vậy. Khi mà họ tăng giá bìa lên và họ bán với mức chiết khấu cao khủng khiếp như thế thì tất nhiên là chúng tôi bị ảnh hưởng về mặt doanh thu. Và chúng tôi cũng có những cái bài chia sẻ cách phân biệt sách thật và sách giả để rất là rõ ràng để cho các bạn nhận biết. Và với lượng thông tin hiện nay thì các bạn có thể dễ dàng kiểm tra được giá bìa của cuốn sách. Sách thật hay sách giả, thực tế nhiều người có thể nhận ra được ngay. Nhưng giá thành hấp dẫn, không có chế tài xử lý vẫn là yếu tố để những loại sách này vẫn có đất sống trên thị trường. Chỉ khi người đọc ý thức được việc mua và đọc sách thật, cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh tay hơn nữa, thì các chiêu trò của sách lậu mới được hạn chế tối đa.